Dạ, tức là thực trạng kháng kháng sinh hiện nay, nguyên nhân và giải pháp. À, xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Vâng, xin kính thưa Phó Giáo sư Bùi Bùi Hoài Sơn và Phó Giáo sư Phan Hữu Ngật Diễm và kính thưa toàn thể các anh chị em. Cái tên đề tài này là tôi được đặt hàng của hội. Thì có lẽ là hội cũng nghĩ rằng bây giờ lạm dụng kháng sinh nó kinh khủng quá và nghĩ chắc là tôi đang nghiên cứu về kháng sinh nhiều. Thì đặt hàng của tôi cái này, tôi mất mấy tháng mới xong được cái bài này. Tên này là tên của hội giao cho tôi. Thế thành thử ra là nhưng không hiểu tại sao ở trong cái này thế lại nói thế, nhưng mà nó là như nhau cả thôi, đúng không? Vi khuẩn kháng kháng sinh thì khác, tình hình kháng kháng sinh thì nó như nhau cả thôi nhá, tên nó khác thôi, còn thì nội dung nó sẽ là giống như nhau đấy. Thì xin phép các thầy cô và các anh chị như vậy. Như vậy thì cái bài của tôi nói là nó có ba cái nội dung thôi. Thứ nhất là thực trạng và gánh nặng kháng kháng sinh của chúng ta hiện nay là như thế nào. Thứ hai là nguyên nhân. Và cuối cùng là giải pháp làm nào để cho nó giảm bớt đi. Nào thì bây giờ ta xét xem là cái tỷ lệ kháng kháng sinh của chúng ta hiện nay như thế nào, các vi khuẩn chúng ta nào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là tỷ lệ kháng cao với aminosid nhỉ? Và các carbamazepine đấy của Acinetobacter. Acinetobacter thì chúng ta biết rồi là rất là sợ nhỉ? Nhưng mà tuy nhiên đây là cái toàn cầu nhá. Đấy, toàn cầu thì nếu mà chúng ta nhìn thế này thì Việt Nam chúng ta còn kinh khủng hơn. Đấy, Việt Nam đang khi còn bị rất là sợ Acinetobacter là nhiễm trùng bệnh viện mà, đúng không? Đặc biệt là những đơn vị nào mà có gọi là thở máy nhờ, đấy thì là nhiều lắm, kinh khủng lắm nhá. Ta sang cái thứ hai là cái gì ạ? Cái kháng với cephalosporin thế hệ 3 và 4. Vừa rồi tôi đi ra làng thì lại thấy bắt đầu có thế hệ thứ năm rồi. Yeah. Đấy, thì nhưng mà thế hệ thứ ba và thứ bốn chúng ta cũng thấy sao? Cũng kháng kinh dị như thế này. Này. Kháng hết. Nhưng mà tôi đi nhiều bệnh viện thì đại bộ phận là cứ dùng kháng sinh thế hệ ba thôi. Mấy đạo thế? Thế tôi hỏi, thế tại sao là cái chỉ mỗi cái thuốc này? Thế bộ thưa thầy là bởi vì là gì nhỉ? Đấu thầu nó chỉ được cái thuốc này. Ừ, đấy, anh em bây giờ anh em chán quá, anh em bảo thì có khi tôi cũng chẳng cần phải nghĩ gì nữa, đúng không? Có đúng thiếu ạ? À? À, tôi đi một số bệnh viện thế, ôi, hỏi ra một quái, thế này thì chả việc gì phải nghĩ nữa, có mỗi thuốc mà, đấy, thế mới khổ. Ok, cho nên là cephalosporin là chữa dao, tất cả viêm amidan đan vào tiêm cephalosporin, tôi chỉ cứ dùng dợn hết tất cả. Đấy thì xin thưa các thầy và các anh chị như vậy. Cotrimoxazole thì penicillin. Để nhắc lại thôi, tại vì chúng tôi làm cái chương trình hô hấp thì ngày xưa là cotrimoxazole là đầu tay, xong rồi thì vào bệnh viện cũng là penicillin là đầu tay, nhưng mà rõ ràng bây giờ nó cũng kháng một cách bắt đầu kháng nhiều rồi, đúng không? Đấy, chúng ta thấy. Đấy. Cái này cũng là trích từ cái toàn cầu nhá, tức là người ta thống kê toàn thế giới, người ta thống kê toàn thế giới. Ok, vậy thì cái tình hình kháng sinh nó gây ra gánh nặng gì trên thế giới? Đây chúng ta sẽ thấy 4,9 triệu, tức là thôi gần 5 triệu người rồi tử vong do bệnh nhiễm trùng mà kháng thuốc. Thì trong đó sao là kháng thuốc trực tiếp nhé. Trực tiếp tức là người ta đã xác định rồi, anh này chết là do kháng thuốc, chứ không phải là do tôi không chẩn đoán ra. Nói ví dụ chẩn đoán là viêm phổi chắc ăn rồi, được chưa? Thế nhưng mà chữa mãi không khỏi mà chả có thuốc nào nữa thì coi như anh ấy chết là viêm phổi ở đây là do tình trạng kháng kháng sinh đấy, ví dụ thế. Hoặc là nhiễm trùng huyết, xác định rõ nguyên nhân rồi nhờ, còn vi trùng ABC này đấy, thế mà
coi chả có cái kháng sinh nào tác dụng nữa, thì lúc đó người ta mới nói là nguyên nhân trực tiếp. Thì trong đó là cứ một trong năm ca tử vong là xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Như thế là trẻ con cũng rất là vất vả, khổ sở. Và như thế Ngân hàng Thế giới tính là có tới 3,8% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu thì bị mất đi do là kháng thuốc. Để người ta tính luôn cả về chi phí nữa. Đấy. Và bây giờ thì nếu mà là gánh nặng kháng sinh thế giới tiếp theo thì kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe hàng đầu trên toàn cầu. Đấy. Đây người ta xếp các bệnh này. Đấy, đúng không? Thì cuối cùng kháng sinh đây, nó đứng thứ 10. Đấy. Nguy hiểm thế, phải không? Ok. Thế bây giờ chi tiết ra, thế thì ví dụ như kháng sinh của ba cái loại vi khuẩn gram dương, ví dụ như là tụ cầu này, phế cầu này, đúng không? Và gọi là vi khuẩn đường ruột, đúng không? Cầu khuẩn đường ruột. Thì đây chúng ta sẽ thấy một loạt các cái như là aminoxit là gần như là cũng kháng hết rồi, quinolone, đúng không? Vân vân. Và kể cả cuối cùng là vancomycin, thì là vancomycin là chữa tụ cầu là chủ yếu, sau đó là chữa cầu khuẩn gram xương đường ruột. Đấy. Nếu mà không có vancomycin thì không thể chữa được cái loại đó. Thế nhưng bây giờ vancomycin cũng lại kháng nữa thì chúng ta sẽ lại phải có thế hệ sau, ví dụ như là linoxylit thì sau gần đây thì có thể là có cephalosporin thế hệ thứ 5 mới bắt đầu bắt đầu vào Việt Nam rồi. Và đây nếu mà người ta tính gram âm thì vi khuẩn gram âm ở trong tất cả loại bệnh khẩm, tức là cả máu này, cả màng não, cả ruột, cả nước tiểu, cả vân 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 đấy, thì chúng ta sẽ thấy một loạt các cái như là các cái con đấy, ví dụ như là E. coli này, Klebsiella này, Acinetobacter này, trực khuẩn mù xanh này, vân vân đấy, thì chúng ta sẽ thấy một loạt các cái kháng thuốc của các vi khuẩn gram âm là cũng rất là nhiều, 8 loại, người ta tính đến 8 loại. Đấy. Trong đó gram xương chỉ có 3 loại. Và đây, bắt đầu chúng ta xem tình hình Việt Nam. Nhá. Đấy là thế giới, ta biết chung của toàn thế giới đã, người ta đang lo lắm rồi. Thì bây giờ bắt đầu số liệu của Việt Nam. Số liệu của Việt Nam thì chúng ta thấy là bây giờ chỉ nói riêng phế cầu. Phế cầu chúng ta biết là chủ yếu là gây viêm phổi. Mà viêm phổi ở trẻ con thì hiện nay cũng là bệnh nhiều nhất. Trong các bệnh nhiễm trùng của trẻ con là viêm phổi vẫn là nhiều nhất. Thì chúng ta thấy rằng sao ạ? Chúng ta cũng sẽ thấy là các cái mức độ nhạy cảm của với tất cả kháng sinh này thì bắt đầu cũng đã giảm rồi, đúng không? Phần trăm đã bắt đầu giảm xuống hết rồi. Cái này là cái theo nghiên cứu đã được đăng của Việt Nam đấy, chỗ người ta thống kê gọi là gộp lại của nước mình. Thế bây giờ Aberflux là cũng lại con vi khuẩn thứ hai hay gây viêm phổi, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ thấy là sao ạ? Theo năm, đấy, hai đợt nhé, đợt thứ nhất là làm từ năm 2009 đến 11, đợt thứ hai là làm từ năm 2006 đến 18, thì bắt đầu chúng ta thấy là càng về sau thì sao? Theo thời gian thì Aberflux bắt đầu lại tăng độ kháng thuốc mất rồi, đấy, thì càng ngày nó càng kháng, đúng không? Hay là Enterobacter, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ thấy bắt đầu kháng gần như là hết. Tất cả các loại dưới này là kháng nhiều hết, đúng không? Đấy, cái này là kháng hết, đúng không? Đúng không? Đấy. Như vậy thì gánh nặng kháng sinh ở Việt Nam thì tổng hợp lại thì có cái gì ạ? Tổng hợp tất lại, đúng không? Có các nghiên cứu, chúng ta thấy là có 5 con vi khuẩn. Vi khuẩn thứ nhất là tụ cầu, vi khuẩn thứ hai là E. coli, vi khuẩn thứ ba là Acinetobacter, vi khuẩn thứ tư là phế cầu và cuối cùng là Klebsiella. Bây giờ tổng kết tất cả các loại nghiên cứu lại thì chúng ta thấy là 5 con này bây giờ gọi là gây kháng thuốc ở những cái bệnh thường gặp. Và những bệnh thường gặp nữa đó là nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới. Thì trong nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới hiện nay là chỉ có viêm phổi, viêm tiểu phế quản, đúng không? Và bây giờ nổi lên là viêm phế quản nhiều quá. Hôm nào tôi phải nói về viêm phế quản. Chứ là viêm phế quản các nước không có bao giờ cho kháng sinh cả. Nước mình cứ viêm phế quản là kháng sinh. Mà tôi nhìn có cái đơn để hai kháng sinh.
mà sau đó lại thì chữa mãi cứ ở ngoài không được, cho vào viện để truyền kháng sinh. Ôi khổ lắm cơ, tôi nói thật đấy, mà có cả cháu của tôi mà cháu xa, viêm phế quản gì mà chữa cả tháng, đúng không? Thì tất cả nước nó không bao giờ nó dùng phế quản là kháng sinh cả, nó không bao giờ nó dùng. Hoặc là những trường hợp vô cùng đặc biệt thì nó có dùng. Đấy, ví dụ như thế, đấy là nhiễm trùng hô hấp dưới, đúng không? Đấy. Thế rồi nhiễm trùng viêm van vùng ngực, nhiễm trùng máu và nhiễm trùng trong ổ bụng. Và đây ạ, nếu mà gánh nặng kháng sinh ở Việt Nam thì số ca tử vong do kháng sinh cao thứ 3 sau bệnh tim mạch và ung thư, thì có sợ không? Có rùng rợn không? Đúng không? Chết nhiều nhất là tim mạch, chết thứ hai là ung thư, thì hai cái này là nó ở người lớn là nhiều. Thì thứ ba là chết do kháng sinh thì chủ yếu là tập trung trẻ con này thôi, chứ chả còn cái ai nữa đâu. Dĩ nhiên là có cả người lớn, đúng không? Chứ trẻ con nó ung thư nó cũng có, nhưng mà nó không có nhiều. Trẻ con nó cũng có tim, nhưng mà nó không có những cái bệnh tim mà có thể là chết nhiều, như ví dụ tăng huyết áp, ví dụ bệnh mạch vành, ví dụ vân vân đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy. Đó. Thế còn là tiếp theo ạ, người ta thống kê luôn ạ, tức là ở Việt Nam thì có đến 14.000 ca tử vong do kháng sinh, đúng không? Và 52.000 ca liên quan đến, đấy, liên quan đến cái tức là có một trong những nguyên nhân, còn nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng mà có đóng góp, đúng không? Tỷ lệ tử vong chuẩn theo tuổi, đúng không? Trên 1.000 dân là sao ạ? Cao thứ 98 trên 200 nước. Đúng không? Chứ là chúng ta đứng ở giữa này, nhá, đứng ở giữa này, nguy hiểm lắm. Tôi sang điểm thứ hai là vậy thì nguyên nhân làm sao mà nó lại kháng sinh như thế này? Đây, đây là cũng lại tổng kết của toàn cầu nhá. Thì nguyên nhân kháng sinh này theo WHO là gì? Lạm dụng kháng sinh là nguyên nhân chính dẫn đến kháng sinh. Nhưng ngoài cái lạm dụng ra thì còn nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải chỉ có một yếu tố là chúng ta lạm dụng kháng sinh. Đấy, người ta tính tổng thể luôn. Thứ hai là Việt Nam là một trong những quốc gia kháng sinh ngày càng tăng do sử dụng kháng sinh không hợp lý trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, trong nuôi trồng thủy sản, trong chăn nuôi và kể cả trong cộng đồng. Trong cộng đồng ở đây là người ta tính là số sử dụng kháng sinh ở gia đình, đúng không? Đấy, gia đình tự dùng kháng sinh, đúng không? Chả đi khám ở đâu cả, nhờ. Thế là cứ tự ra hiệu thuốc, đúng không? Mà câu này bây giờ tôi nói mới đau buồn, để mà tôi đi họp với cái thì tôi cứ buồn. Các chuyên gia của thế giới và kể cả chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng năm 2005 thì Bộ Y tế của mình đã ra một cái luật là không cho phép bán thuốc kháng sinh mà không có đơn của thầy thuốc. Ấy thế mà sau gần 20 năm hiện tượng này vẫn liên tục xảy ra. Đúng không? Bây giờ các bạn xuống dưới này, các bạn hỏi mua thuốc kháng sinh được ngay. Tôi làm nghiên cứu, tôi đi 30 cái hiệu thuốc của Hà Nội, tôi đóng giả làm khách hàng. Ê, tôi đến tôi hỏi, đầu tiên câu hỏi thứ nhất, cho tôi mua 2 viên amoxicillin. Người bán hàng lấy cái vỉ thuốc ra cắt bán tôi 2 viên. Một lúc sau tôi bảo cho tôi mua 1.000 viên. Thế là ôi, anh ơi anh chờ em tí, em bán lũ, lũ để gom gom. Sau đó tôi mới xì cái giấy của tôi là của Sở Y tế Hà Nội ra nhá. Ôi sợ quá, ôi giời ơi, mà không, không sao nhá. Tôi chỉ đi điều tra thôi, tôi làm nghiên cứu thôi. Đấy để nói cái tình hình, tức là kháng sinh ở cộng đồng đây này. Người ta nói cái câu này nói là cuối cùng, nhưng mà kinh dị lắm. Câu này kinh dị lắm, đúng rồi. Ok. Vậy thì nguyên nhân sử dụng kháng sinh ở Việt Nam hiện nay là gì? Thứ nhất là sử dụng kháng sinh không phù hợp rồi. Thanh kiểm tra lại kém, đúng không? Thanh kiểm tra kiểm mình kém. Rất nhiều người bảo là thì khó lắm, người ta cứ bán thế làm nào mà điều tra được. Tôi phải nói rằng thuê tôi một phát tôi điều tra được ngay. Tôi đi một buổi chiều có thể là độ khoảng vài chục phòng khá gọi là hiệu thuốc. Và cứ thế thôi, cứ theo luật thu luôn
giấy phép, dừng lại luôn. Tôi nói là cứ thuê tôi một tuần, là tôi đảm bảo cả cái Hà Nội này không dám, anh nào dám bán kháng sinh không có đơn nữa. Đúng không? Chứ đừng nói bây giờ lại chuyển đổi số, ghi cái đơn đấy lại, ăn thua gì, không ăn thua gì cả. Nhá. Mình cứ nói thôi, mình không làm thôi, chứ còn làm dễ lắm, cũng khó. Nhưng mà nếu không làm thì rất là nguy hiểm, tôi phải nói thật. Rồi công tác phòng chống bệnh nhiễm trùng, đúng không? Cái này là vệ sinh ở trong bệnh viện, hệ thống giám sát, việc sử dụng cho con nuôi thì cái này không phải của khu vực mình. Rồi các quy định về chuyên môn khám chữa bệnh chưa cập nhật thường xuyên. Nhưng mà kể cả cập nhật thì người ta có theo đúng không? Ta cũng chẳng theo, đúng không? Tôi đi rất nhiều bệnh viện, bây giờ khổ lắm nhá. Khám thì cứ một tập xét nghiệm như này, đúng không? Chỉ chụp phim nhá. Lần nào chụp phim, tôi nói thật với các bạn là có những bệnh nhân đưa đến tôi một tháng 4 cái phim rồi, chứ chết thế này thì chết. Tôi cũng ra phải xem lại cách như nào. Một trăm mỗi lần nào đi cũng xét nghiệm hết tất cả. Vâng, cứ một tập thế này. Thật ra nó nói rất là đau lòng nhá. Thực ra có lẽ cũng các bạn không muốn làm như thế, tôi hiểu. Không hiểu lý do gì mà cứ phải làm như thế, khổ lắm nhá. Đấy, nhưng mà làm thế xong rồi lại kháng sinh thôi, cũng chả gì cả, đúng không? Thế rồi nhận thức của cộng đồng, cái này thì chúng ta sẽ có các cái giáo dục sau. Rồi đây. Bắt đầu đây. 88-97% nhà thuốc bán thuốc kháng sinh không cần đơn, mà mặc dù phát luật cuốn đây, cấm đây lại đi điều tra lại. Đây là người khác điều tra, không phải bọn tôi nhé. Đây số liệu của các người khác. Thế mới thấy số liệu như này vẫn cứ lẳng lơ, đúng không? Chả làm cái gì cả. Kháng sinh là loại thuốc được bán phổ biến nhất tại các hiệu thuốc, đúng không? Khổ thế. Trong 10 lần bán thuốc có khi đến 8 lần là có kháng sinh. Đấy. Trên 50% tổng lượng kháng sinh dùng trong y học, đúng không? Đấy, lượng thuốc dùng trong kháng sinh. Sử dụng kháng sinh hợp lý. Thì nghe thấy đấy là một nghiên cứu tại Bệnh viện Việt Nam cho thấy 1/3 số bệnh nhân nội trú được dùng thuốc kháng sinh có chỉ định y tế không phù hợp khi nhập viện. Đấy, cứ 3 bệnh nhân vào bệnh viện rồi, đúng không? Thế mà mình cho kháng sinh cũng còn không phù hợp. Đấy, chứ đừng nói ở bên ngoài nữa. Đây, ví dụ những cái điều tra ở sử dụng cộng đồng, đúng không? Đi phỏng vấn người mua thuốc thì tự ý sử dụng kháng sinh đây, đúng không? Đấy, đây sử dụng kháng sinh không theo đơn đấy, đúng không? Đây sử dụng là vì ho đấy, cứ ho phát là 53% là dùng kháng sinh, đúng không? Sốt phát một nửa, 1/3 số trường hợp dùng kháng sinh. Chảy mũi một cái cũng là khoảng 30%, đúng không? Đấy, tức là ho phát kháng sinh, sốt phát kháng sinh, chảy mũi cái kháng sinh, đúng không? Thậm chí có một học trò mà tôi cũng thấy buồn cười. Nó bảo, chứ thầy, em cứ theo cái khuyến cáo của thầy là con em cứ chảy mũi phát em cho kháng sinh là nó hết chảy mũi. Thế bảo thế tại sao mày nghe tao khuyến cáo ở chỗ nào, mình nghe nào, khi mày đến mình nghe, mình chả nghe tai nội sạc tai kia. Chứ bao giờ mình khuyến cáo là chảy mũi phát cho kháng sinh, đúng không? Nếu mà đấy là một cô giáo nhá, xin thưa, đấy, buồn cười thế, công nhận. Vâng. Nào, sử dụng kháng sinh cộng đồng trong người mua thuốc thì chúng ta cũng lại, người ta tính các loại thuốc nhá. Bây giờ người ta chi tiết các loại thuốc kháng sinh thì nó có 4 cái loại kháng sinh ưu tiên dùng. Áo kháng sinh dùng phải cân nhắc và theo dõi này. Kháng sinh dùng chỉ khi cần thiết và kháng sinh không nên dùng. Thì chúng ta xem ạ, tất cả các loại này chỉ có mỗi cái kháng sinh không nên dùng là không có bán mua được thôi. Còn tất cả là gì? Mua được hết. Kể cả kháng sinh cần phải cân nhắc đến kháng sinh thì là bán được nhá. Cả thuốc uống, cả thuốc tiêm, cả thuốc đắt tiền hiện đại là bán được. Giá cứ mua bao nhiêu bán được đấy, đúng không? Đấy, nguy hiểm thế. Thế rồi dùng các ba bên em ở bệnh viện theo thời gian. Đây là nghiên cứu tại bệnh viện mà. Càng ngày chúng ta càng dùng các bên em rất nhiều, đúng không? Chúng tôi đi họp hội nghị kháng sinh thế giới, người ta bảo các BBM bây giờ là big gun là súng lớn, mà súng lớn cứ bắn lung tung thì quay vỡ hết, đúng không? Đấy, thì nguy hiểm.
À, đấy. Đây cũng là của Bạch Mai đúng không? À, nó chưa chạy. Rồi. Nào, thế thì vì dùng nhiều như thế, chúng ta sẽ thấy là gì sao? Cái độ nhạy cảm của các bác Việt Nam càng ngày càng kém đi thôi. Đúng không? Với tất cả các loại kháng sinh này. Đúng không? Theo thời gian. Tức là anh cứ dùng càng nhiều thì xong là về sau này, càng về sau này là anh không có tác ở dụng điều gì. Mà chúng ta biết rằng là sau các bên em là gần như rất rất ít các thuốc mới nữa, đúng không? Sau các bên em là gần như là rất 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 ít. Đấy, vừa nãy đi các gian hàng thì tôi chỉ thấy Cipros thứ 5 thôi, đúng không? Nhưng mà nó lại chiến đấu với tụ cầu. Thế còn các bên em nó chủ yếu là đi vào các vi khuẩn gram âm. Mà chúng ta biết là vừa rồi là 8 vi khuẩn đó là chúng tôi nói trên này, đúng không? Thế bây giờ chúng ta cứ dùng như thế này thì cuối cùng là không ăn thua gì cả. Vâng. Rồi ví dụ như thống kê ở bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng nha, khi điều trị viêm phổi có một cái kết luận rất hay như này, là quốc tế luôn nha, đúng không? Đây, các bác sĩ lâm sàng thường ưa thích cephalosporin phổ rộng và thường bổ sung thêm macrolide, mặc dù thực tế là rất ít trẻ có dấu hiệu bệnh nặng. Đấy, tức là không phải thở oxy, chả làm gì cả, nhá, vẫn dùng. Đấy, như vậy là xác định rằng nhập viện là không cần thiết. Rất nhiều trường hợp nhập viện là không cần thiết. Mặc dù chương trình hô hấp từ bao nhiêu năm nay, 40 năm nay, hình như là năm nay sẽ làm cái kỷ niệm 40 năm làm chương trình hô hấp trong đấy là theo sáng kiến của chi hội hô hấp thành phố Hồ Chí Minh, đúng, tôi rất là ủng hộ. Ta phải nhắc lại cái này, đúng không? Viêm phổi trung bình thôi, không có suy hô hấp, chữa ở nhà, đúng không? Cái này nhập viện giá. Mà nhập viện thì tôi xin cho các bạn, tôi đố các bạn dám cho kháng sinh uống đấy, đúng không? Thế là không tiêm mình cũng vẫn phải tiêm. Thế là tiêm lại chỉ có mỗi cephalosporin thứ 3 thôi, đúng không? Vì đấu thầu chỉ được một loại, thì chết dở đấy, đấy nhá. Cho nên là không chuyển từ được tiêm tĩnh mạch sang uống và không cho xuất viện là nguyên nhân chính gây tăng chi phí và nguy cơ chiếm chéo. Đây là báo cáo trong Đà Nẵng. Cái này nó chạy chậm quá nhỉ? Bấm mãi nó chả chạy. Ok. Ôi giời, đấy. Hình như mất một cái, đúng không? Ok. Thôi, thì cái này... cái này nghiên cứu ở trong bệnh viện. Thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Tỷ lệ sử dụng kháng sinh ở bệnh viện Việt Nam cao và tỷ lệ chỉ định kê đơn kháng sinh không hợp lý cũng cao. Tức là kể cả trong bệnh viện cũng gì ạ? Cũng là lạm dụng thế chết, đúng không? Nào, vậy tôi cho ra giải pháp. Đây, giải pháp đầu tiên là gì? Nếu mà kế hoạch toàn cầu thì người ta có mấy cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là nâng cao nhận thức. Đấy, nhận thức là cho cộng đồng, cho cả dược sĩ và cho cả thầy thuốc, chứ không phải là chỉ một cộng đồng. Mục tiêu thứ hai là tăng cường kiến thức bằng thông qua giám sát nghiên cứu, tức là phải... Các bệnh viện phải có các labo, đúng không? Để mà gì phát hiện vi khuẩn, đúng không? Nhưng mà hiện nay tôi thấy là phát hiện vi khuẩn ít quá, toàn làm virus thôi, đúng không? Sau Covid là ầm ầm đến adeno, sau adeno là gì? Cúm, sau cúm là RSV, bây giờ cứ RSV, khổ quá, ở đâu đâu cũng RSV. Mà thấy RSV rồi cứ cho kháng sinh, đi mới điên. Tôi vừa đi họp hội nghị hô hấp, hôm qua hôm kia đây là tôi vừa ở Porto, hội nghị hô hấp nhi toàn thế giới về đấy. Đúng không? Người ta xét nghiệm thấy những con đấy là người ta để bớt kháng sinh đi, trừ những trường hợp đặc biệt, đúng không? Các bạn cứ gọi là bội nhiễm, nhưng bây giờ các bạn là bội nhiễm thật. Thế thì xét nghiệm làm cái gì? Đúng không? Cuối cùng uống cho kháng sinh thôi. Thế thì cho xét nghiệm làm gì cho tốn tiền, đúng không? Ok, đấy. Giảm lây nhiễm thì cái này là về chổi. Và tối ưu hóa sử dụng kháng sinh để tăng cường đầu tư bền vững. Cái câu cuối cùng này mới quan trọng này. Cố gắng có test chẩn đoán, đúng không? Đấy là trong nhưng mà chẩn đoán về vi sinh. Rồi vấn đề vaccine chúng ta cũng sẽ nói để rất nhiều. Và các biện pháp can thiệp khác. Để tổng hợp. Ok. Đây, ví dụ đây là người ta vẽ một cái vòng tổng hợp đây thôi. Nha, người ta vẽ một cái vòng tổng hợp. Thế bây giờ nếu mà can thiệp sử dụng kháng sinh ở bệnh viện thì sao? Đây, thì sử dụng kháng sinh ví dụ như ở bệnh viện Cần Thơ
thì chúng ta cũng thấy sao? Cái số kê đơn không phù hợp, rồi nguyên tắc sử dụng kháng sinh rồi cập nhật, tức là người ta họp các cái hội đồng lại để sao lại người ta trích ra những cái đơn nào là đơn không phù hợp để người ta xem xét, đúng không? Xong rồi người ta đưa ra các cái hướng dẫn của bộ hoặc là của anh em trong bệnh viện hoặc là ở các hội đấy, để người ta giáo dục cho các bác sĩ ở trong bệnh viện để cố gắng làm sao chỉ định cho đúng. Đấy là ở Cần Thơ. Đó. Thế rồi thì là ở Đồng Tháp thì người ta cũng có một cái gọi là gọi ở đây mình gọi là cái gì nhỉ, gọi là sử dụng kháng sinh hợp lý, cố gắng là ở Đồng Tháp thì chúng ta cũng sẽ thấy là người ta cũng bắt đầu có cái can thiệp, đúng không? Nhưng mà can thiệp thì nó xuống, nên ngừng lại thì nó lại không xuống. Cho nên là can thiệp là phải nói mãi nói hoài, chứ không phải nói lần là xong, đúng không? Nhắc đi nhắc lại thành thói quen đấy. Thì là cũng hoan nghênh những cái bệnh viện đó, đúng không? Đấy, hoặc là đâu ạ, ở đây nước ngoài thì Hàn Quốc người ta cũng làm các cái gọi là hội đồng sử dụng kháng sinh đấy. Thế hoặc là ở đâu đấy, ở cũng Hàn Quốc đấy, đúng không? Thì người ta thấy là cái tỷ lệ kháng, sau khi người ta làm như thế thì tỷ lệ kháng tụ cầu là giảm xuống nhá. Ngồi họp với nhau thì cứ bàn nhau cái này sử dụng có nên hay không, cái kia không nên hay không đấy, thì để làm được thì nó giảm, đúng không? Thế hoặc là cũng là Acinetobacter, đúng không? Sau khi người ta can thiệp về sử dụng kháng sinh hợp lý thì người ta cũng thấy là bắt đầu giảm cái kháng sinh đi đấy. Thế hoặc là ở nhi, đúng không? Nhi thì ví dụ như là trong phòng điều trị tích cực sơ sinh, rồi phòng điều trị tích cực nhi, mà cũng nhờ cái hội đồng gọi là hội đồng sử dụng kháng sinh đây nhá. Cái hội đồng ấy nó có gồm là bác sĩ này, lâm sàng này, gồm dược sĩ này, đúng không? Gồm nhà vi sinh này, đúng không? Và thậm chí có nhiều nơi còn gồm cả y tá nữa, điều dưỡng nữa. Đấy, rồi khoa chống nhiễm khuẩn nữa. Đấy, thì người ta ngồi với nhau. Đấy, để người ta nói là phải sử dụng cho tốt. Thì chúng ta sẽ sau khi như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó giảm xuống. Đó. Đây, ví dụ như là can thiệp và sau 1.000 ngày chúng ta cũng sẽ thấy là nó giảm xuống, đúng không? Đây cũng thế, ví dụ hai cái kháng sinh mà cực kỳ quan trọng đó là meropenem và vancomycin thì chúng ta cũng thấy là bắt đầu nó giảm xuống. À, thì tuy nhiên lại cứ nói là ngừng can thiệp phát nó lại lên, đúng không? Rất nhiều nghiên cứu nói là can thiệp thì nó xuống, nhưng ngừng thì nó lại lên, đấy, đúng không? Đấy, các giải pháp rất là nhiều giải pháp để chúng ta sẽ thấy rất là nhiều giải pháp. Đây cũng thế, thì chúng ta sẽ thấy sau khi can thiệp đấy thì sao? Ví dụ phế cầu nó cũng sẽ giảm xuống, nhưng mà cái này là bắt đầu về vaccine đây. Thứ hai là bắt đầu vaccine, thì người ta thấy là những nơi nào mà tiêm vaccine phế cầu nhiều, đấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy là bắt đầu gì ạ? Cái tỷ lệ mắc bệnh giảm xuống. Người ta thấy tỷ lệ trẻ con ốm giảm xuống, thì chúng ta ít phải chữa bệnh thôi, đúng không? Và như thế là ít phải dùng kháng sinh. Như vậy biện pháp thứ hai là biện pháp gì ạ? Phải có vaccine. Đấy. Biện pháp thứ ba là các thuốc gọi là ức, các thuốc tác dụng lên miễn dịch. Ví dụ như thường thường chúng ta khám xong rồi, ôi bác ơi, con em là ốm nhiều lần lắm, nó cứ ốm suốt này, thì bác ơi có cái thuốc nào để tăng miễn dịch? Không biết là các anh chị có được nghe câu này suốt ngày không? Tôi suốt ngày nghe. Mà tăng miễn dịch thì nó rất nhiều loại, đúng không? Đấy. Ví dụ như là chúng ta cho vitamin D này, vitamin D thì rất may là chúng ta bị là cái cho thoải mái rồi, đúng không? Rồi chúng ta cho ví dụ như là C, đúng không? Vitamin C thì ít người kê hơn. Rồi kém, đúng không? Kém mình cũng kê, đúng không? Thì chúng bây giờ một loạt các cái gọi là thực phẩm chức năng cũng giới thiệu tôi nhiều lắm, không biết các anh chị có được giới thiệu không? Đúng không? Nhưng mà bí quá mình cũng phải kê, đúng không? Bí quá, tại vì người ta cứ bảo thế làm sao được. Thì vitamin được kê luôn, kê hết, cũng chẳng biết nó tác dụng như nào. Thế bây giờ tôi xin phép giới thiệu một cái gọi là OM85. Cái thuốc này chúng ta biết từ lâu rồi, đúng không? Mấy chục năm nay rồi, đúng không? Thì tại sao giới thiệu thuốc này? Nó có cơ chế, nó có cơ chế và nó nghiên cứu, thế thôi. Thì xin giới thiệu với các bạn này, nó có cái nghiên cứu. Thì khi dùng OM85 thì nó giảm bệnh xuống. Thì nó giảm bệnh xuống thì mình ít khi phải kê đơn, ít khi phải giải quyết, đúng không? Đấy, thì đấy là một biện pháp giảm xuống, thì chúng ta sẽ thấy là sao? Nó giảm bệnh, đấy, tất cả ví dụ như là nhiễm trùng hô hấp trên nó giảm xuống, khò khè nó giảm xuống, và chắc chắn là tỷ lệ
phải kê đơn kháng sinh là nó giảm xuống. Nó ít bệnh thì mình bị ít xuống. Mà tỷ lệ sử dụng kháng sinh ít xuống thì nó chống lại được cái gì ạ? Cái kháng thuốc. Đúng không? Đây thế. Thì ví dụ như là người ta nghiên cứu ở trong COPD. Đấy là, đây là người lớn. Thì người ta cũng thấy nếu mà dùng OM thì cũng giảm cái số đợt cấp tính. Mà cái đợt cấp là chúng ta phải dùng kháng sinh. Đúng không? Đây cũng là giảm ở cái bệnh nhân COPD. COPD thì thường là người lớn. Và như thế là ví dụ như ở trẻ em thì chúng tôi cũng thấy là có sao? Đây là nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi cũng thấy là giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh và giảm tỷ lệ mắc bệnh. Và như thế là kết luận lại thì sao ạ? Có mấy điểm như này thôi. Thứ nhất là tình hình sử dụng, lạm dụng kháng sinh của chúng ta rất lo ngại. Đúng không? Thứ hai là nhiều yếu tố tác dụng đến lạm dụng kháng sinh. Đúng không? Và thứ ba là giải pháp. Giải pháp thì đầu tiên là sao ạ? Kê đơn cho hợp lý. Đúng không? Cả ba nơi, bệnh viện, phòng khám và hiệu thuốc. Đúng không? Với cộng đồng. Và cuối cùng là các cái biện pháp khác như là chống nhiễm khuẩn, như là vaccine và như là thuốc tăng cường miễn dịch. Đúng không? Xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị. Rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã cho chúng ta thấy một